Chào mừng quý vị trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Tâm An. Quý vị thân mến, Bose, Magnita là hai thương hiệu quá quen thuộc với tất cả quý vị rồi. Đều là thương hiệu chất lượng. Tuy nhiên, để mà quyết định lựa chọn sản phẩm nào thì không phải ai cũng dễ dàng đưa ra. Hôm nay Tâm An sẽ giới thiệu với quý vị một video để chia sẻ với quý vị hai dòng sản phẩm máy cắt sắt đến từ thương hiệu Bose và Magnita. Hy vọng là qua video này thì quý vị có thể tìm được cái sản phẩm mà mình định lựa chọn. Rồi và sau đây thì mời quý vị đến với video hai sản phẩm của Tâm An hôm nay. Chiếc màn hình của quý vị đang là hai sản phẩm máy cắt sắt, một sản phẩm M2400B của Magnita và một sản phẩm của Bose, đó là GCO220. Và sau đây thì Trường Nguyễn sẽ bóc hai sản phẩm này ra và quý vị cùng xem là cùng quý vị có thể thể hiện cái quan điểm của mình về hai sản phẩm này qua phần comment dưới video nhé. Rồi, giờ thì mình sẽ bóc cái con GCO220 bốt trước. Mình vừa bóc xong cái con máy cắt sắt của bốt. Và giờ thì quý vị hãy xem trước những cái hình ảnh của con máy cắt sắt Bose này nhé. Đó, trước mặt quý vị là con máy cắt sắt Bose GCO220. Khi quý vị mà lựa chọn sản phẩm tại Tâm An thì quý vị cứ yên tâm là chúng tôi cam kết chỉ bán hàng chính hãng thôi nhé. Rồi, giờ thì mình cũng sẽ bóc tiếp cái con của Magnita xem. Mình sẽ để tạm sang một bên để quý vị có thể xem hình ảnh của con Magnita tiếp, sau đó là mình sẽ có những thể hiện những cái quan điểm riêng về sự khác biệt các thứ của hai con máy này. Con máy này. Phía trên bàn của Trường Nguyễn đây là hai con là M2400B của Magnita và một con là GCO220 của Bose. Thứ nhất đó là sự khác biệt là như là con máy GCO220 này thì có công suất là 2200W, trong khi con M2400B của Magnita thì công suất chỉ có 2000 thôi. Về xuất xứ của hai con này thì cả hai dòng sản phẩm này đều được sản xuất ở Trung Quốc nhé, đều là made in China. Đó. Về chế độ bảo hành của hai con này thì con của Bose sẽ được bảo hành 6 tháng, vì đây nó không phải là dòng heavy duty nên là chỉ hoàn toàn tháng thôi, và Magnita cũng là bảo hành 6 tháng. Cái tốc độ không tải của hai con này thì nó đều là 3.800 vòng trên phút, tương đương nhau. Rồi, kiểu thiết kế tay cầm con Bose và con Magnita thì nó tương đối là giống nhau. Đó, kiểu thiết kế tay cầm của hai con này rất là giống nhau. Về phía dưới cái phần trục để mà
thiết kế lò xo để mà nâng hạ cái con máy này thì của Magita là thiết kế kiểu lò xo xoắn chốt chặn hai đầu này, và của Mag của Boss thì nó cũng nó thiết kế có vẻ nó hơi khác một tí. Có vẻ nhiều anh em nhìn cái thiết kế của lò xo này của Boss thì nhiều người sẽ có cảm giác nó sẽ không chắc chắn bằng cái thiết kế cái kiểu lò xo này của Magita. Và đặc biệt là với Magita thì phần đế nhựa bọc ở dưới nó chỉ có 3 đế cao su nhé, nhưng mà Boss thì lại có 4 đế cao su. Thiết kế cái góc cắt thì của Magita thì có thể thiết kế cắt xoay về cả hai bên được, và cái mở trục của Magita nó sẽ là cái đầu khóa như này. Còn của Boss thì dùng một cái lục lăng. Đó. Cái lục lăng của Boss này thiết kế chỗ để ở trên cái đế của nó khá là tiện dụng. Còn của cái này của Magita thì chúng ta muốn dùng chúng ta phải đặt ra ngoài. Và nó có cái rủi ro là khi chúng ta dùng thì nó sẽ có lúc chúng ta để đâu chúng ta không tìm thấy. Magita thì có thể xoay hướng góc cắt 45 độ cả hai bên quý vị ạ. Trên là nó khớp vạch 45 độ với hai bên, nhưng của Boss thì chúng ta chỉ có thể xoay theo chiều một bên như này thôi, không thể xoay góc hai bên được. Đó cũng là một cái ưu điểm của Magita. Thì cả hai cái thiết kế của cái giữ này thì nó như nhau thôi, vấn đề là có thể kéo xoay nhanh ra được, kéo nhanh ra được. Đấy, Magita thì nó tương đối là giống nhau. Về cái chỗ thiết kế chổi than của Magita thì thiết kế bên ngoài này có quỷ cáo mắt con chuẩn ra này là chúng ta có thể hay than được. Còn của Boss thì nó sẽ thiết kế thêm một cái lớp lắp đậy cao su nữa. Và khi chúng ta thay cái chuẩn than của Boss thì chúng ta sẽ tháo cái cao su ra. Đối với Magita thì họ thiết kế một cái dây xích này để mỗi lần chúng ta gập xuống chúng ta sẽ dùng cái dây xích cho chúng ta. Nhưng của Boss thì lại không như thế, của Boss thì chúng ta lại dùng một cái chốt trục ở phía sau. Chốt trục phía sau này thì nó sẽ hay hơn ở chỗ là khi chúng ta đã chốt thì chúng ta không thể nào ngật lên ngật xuống được. Đó, chúng ta sẽ không thể ngật lên ngật xuống rồi, nhưng của Magita thì chúng ta không thể kéo lên được, nhưng khi chúng ta đẩy xuống thì chúng ta vẫn đẩy xuống được. Vì khi là trong quá trình di chuyển thì con Magita là chốt kiểu này nó sẽ không có sự chắc chắn bằng cái con chốt này của Boss được. Rồi, của Magita thì lại có một cái thiết kế nữa. Ở đây của Boss thì nó khi chúng ta đẩy nó có một cái cữ gì đó nó giữ xuống. Nhưng mà mình đang chưa hiểu cái cữ của Boss, có thể nó là do cái lò xo này nó giữ luôn. Cái lò xo này là cái giữ để hãm, chúng ta không thể dí quá sâu xuống được. Đó. Còn của Magita thì chúng ta thiết kế cái kiểu một cái chốt chặn đây. Chúng ta có thể điều chỉnh cái độ sâu chốt chặn này. Đấy, khi chúng ta đẩy xuống những cái chốt chặn nó chạm được mặt sàn thì nó sẽ không thể đẩy xuống quá sâu được. Để hạn chế cái chuyện chúng ta đập như thế này, dưới này. Hoặc là cắt đá xuống dưới sâu dưới cái mặt sàn này. Boss thì nó có thêm một cái lắp này nữa, khi chúng ta cắt thì nó sẽ che phần lớn, nhưng là chúng ta cái này thì mình đánh giá nó cũng không có nhiều là ý nghĩa lắm, vì với anh em sau thì chắc là anh em chủ yếu là anh em sẽ nhấc vào da thôi, nhưng với gia đình thì có vẻ như cái này nó sẽ là ưu thế, vì chúng ta sử dụng linh là thường là anh em không có cái chuyên môn nó cao, làm gì thì cũng nên để ý cái độ an toàn nó kỹ lưỡng hơn một chút. Về cái bộ bàn kẹp này thì hai con này nó có thiết kế tương đối như nhau, không có gì khác biệt là cũng chắc như nhau. Về cái việc tháo để thay đá của thằng Boss và Magita
như thằng này thì chúng ta sẽ phải tháo cái chốt này ra, hoặc chúng ta đẩy cái này đi để chúng ta tháo hở cái lỗ trục ra để chúng ta thay. Đó, với Makita thì khi chúng ta thay đá thì chúng ta sẽ phải vặn cái này để cho tháo này ra, và chúng ta siết chặt vào như này, thay đá chúng ta sẽ nhấc cái này ra. Đó, còn với bốt thì chúng ta lại không cần phải làm thế. Bốt thì chúng ta lại đẩy cái này lên, đẩy cái này lên thì phía trong này nó cũng sẽ có một cái chốt để chúng ta giữ. Tuy nhiên là nếu chúng ta giữ chặt cái đấy thì khi chúng ta lắp xong thì chúng ta phải nới lỏng ra, vì cái này là cái khi chúng ta cắt nó sẽ là cái tre, nó sẽ tự động hạ xuống. Đấy, để còn đến khi chúng ta mà chốt vào đây rồi thì chúng ta lại không đẩy nữa. Rồi về cái điểm gọi là thiết kế này, thay đá này thì mình đánh giá cái Makita nó ưu việt hơn. Rồi giờ thì mình sẽ cắm thử hai con này vào cho quý vị cùng nghe nhé, tiếng máy của nó nhé. Như ý là hai động cơ này là hai động cơ, con Makita là 2000W, còn con Boss nó sẽ là 2200W. À, rồi thì mình sẽ thử nghe cái tiếng máy của con bốt này trước nhá. Này chúng ta có phải giữ được phải nó rơi không? Quá mạnh luôn quý vị ạ. Vừa rồi mọi người đã nghe thấy tiếng chạy của hai con máy này, và cái cảm nhận của Trường Nguyễn thì rõ ràng là cái động cơ của con bốt này nó sức rít của nó mạnh hơn hẳn, và khi chạy động cơ thì cái sức gió thổi nó từ cái động cơ ra rất là mạnh luôn. Quý vị có thể, nếu quý vị để ý tóc của Trường Nguyễn thì có thể thấy cái tóc của Trường Nguyễn khi mà Trường Nguyễn chạy con máy bốt này nhé. Cái này nó chạy rít động cơ và mạnh, và cái gió của nó cực mát luôn. Còn con này thì cảm giác của nó chạy động cơ của nó không được mạnh mẽ như con bốt. Nó không có gió ra. Đây nó còn dưới này. Cái gì ạ? Khi chúng ta chạy động cơ thì cái gió mà thổi từ phía động cơ của con bốt này ra thì nó gần như thổi thẳng lên cái độ cao này. Thế nhưng mà cái gió của động cơ Makita nó lại thổi xuống phía dưới này. Thì nếu như vậy thì quý vị thấy không? Rõ ràng như thế này con Makita này lại có ưu thế hơn, mặc dù động cơ của bốt nghe rất là mạnh mẽ hơn. Thế nhưng mà cái hướng gió khi mà chúng ta thổi động cơ chạy ra thì con Makita lại có ưu thế hơn. Vì sao?
vì khi gió thổi xuống phía dưới này thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn, vì khi chúng ta cắt này nó sẽ ra mặt sắt, và nếu như là gió chúng ta thổi lên phía cao một tí thì nó sẽ thổi thẳng vào mặt chúng ta, và nó sẽ có những cái mặt sắt nó bay thẳng vào mặt chúng ta, và tiềm tàng những nguy cơ về an toàn lao động nó sẽ cao hơn. Đó, nhưng mà rõ ràng động cơ con bốt nó sẽ mạnh hơn, đúng không quý vị? Quá mạnh luôn. Rồi vừa rồi thì mình cũng có thể hiện cái quan điểm cá nhân của mình thôi, còn anh em thì có những anh em đã là tín đồ của bốt, và có anh em đã là tín đồ của Magita và rất là khó để thay đổi quyết định lựa chọn. Tuy nhiên quý vị có thể xem và gọi là có thêm một cái thực tế để có thể quyết định chúng ta lựa chọn sản phẩm nào, và anh em có thể thể hiện cái ý kiến của mình qua phần comment. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video.